الدين الإسلامي حث على الطهارة، حث على النظافة في كل مكان، في البيت، في الشارع، في السوق، في الدكان، في العمل، في كل مكان. Và tôn giáo Islam khuyến khích con người đến với sự sạch sẽ bất kể nơi, bất kể là ở nơi ở của mình, hay là ở thánh đường, hay là ở chợ, hay là ở ngoài đường, thì cái việc mà giữ gìn vệ sinh chung luôn luôn là điều khuyến khích đối với một người Muslim. أولا لابد من طهارة الباطن من الشرك. نعم. Và điều quan trọng nhất, điều tối ưu nhất đó chính là chúng ta hãy giữ cho bản thân của chúng ta, giữ cho trái tim của chúng ta luôn luôn sạch sẽ trước shirk, đó chính là tổ hợp thống nên khác với Allah. ثم بعد هذا ثانيا تطهر الظاهر، تطهر البدن والثوب والمكان. Và điều tiếp theo thì chúng ta sẽ giữ gìn vệ sinh cho những bề, cho bề ngoài của chúng ta, như là quần áo, như là tay chân, như là những cái điều khác ở bề ngoài của chúng ta. نعم. لا تنظر إلى ما يفعل الناس أحيانا من رمي الأوساخ وكذا في الشارع أو في أي مكان. لا، لابد أن تضع أكرمك الله الأوساخ المهملات في الأماكن المخصصة لها. نعم. Và đừng bao giờ thực hiện những cái hành vi như là vứt rác bừa bãi, như là không giữ gìn vệ sinh chung, thì điều đó là điều tối kỵ. نعم.